Em xin chào toàn thể các bác nhé. Phiên tối nay em lên cho các bác vài đơn hàng nha bác. Nay thì dân đi về hơi bị muộn nên em lên cho các anh chị vài đơn hàng. Bác nào mà chốt được thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Em để sẽ đến đơn hàng đầu tiên là cây lá mít rất là tròn này. Đó, lá tròn vừa dày luôn các bác. Bác nào chốt con này em để giá là 130 này. Đây là hình số 1 nha. Cây thân dừa này, thân dừa lá cong nha các bác. Thân dừa lá cong, lá mít rất là tròn luôn, bản lá siêu dày siêu do này. Nó là chốt hình đầu tiên là 120 nhá. Nó là chốt hình số 1 là 120k này. Đây là hình số 1. Hình số 2 các bác ơi. Một cây trâu nguyên bản siêu đẹp luôn này. Đó, nguyên bản rất là đẹp luôn. Nguyên bản như thế này cho các anh chị hàng chơi Tết. Bên nào chốt con này em để giá là 130 này. 130 hình số 2 nhé. Hình số 2 này. Cây trâu đẹp luôn, không bị lồi lá là 130 này. Cây rất là to và đẹp luôn cho các anh chị hàng chơi Tết. Bên này yêu hình 2 này. 130. Hình số 3 nha các anh chị nhé. Hình số 3 là cây rất là to luôn, nguyên bản lá dày nữa. Đó, bao dày bao VIP, hàng chơi Tết là đúng VIP luôn. Cây rất là to luôn, lá dày cực kỳ dày. Bắt đầu chốt con to này em để giá là 170k này. Con to như thế này, hàng lá dày, lá mít như thế này 170 này. 170, bắt đầu yêu hình 3 giùm em. Hình 4. Hình 4 là em có một cặp này. Đó, cặp lá xếp rất là đẹp luôn. Lá xếp đều, lá bóng luôn này. Một cặp này. Hai cặp này. Đó, bắt đầu chốt cặp này em để 150 nha các bác nhé. 150 này. Bắt đầu chốt hai cặp này 150k này. Cặp rất là VIP luôn. Mấy cái lá này là nó bị đè vào nhau á các bác. Bỏ vào bao á, đè nhau thôi. Nên bắt đầu chốt đơn này em để giá là 150 này. Bắt đầu yêu hình 4 giùm em. Tiếp tục là hình số 5 các bác nha. Hình số 5 là cây lá mít rất là đẹp luôn. Đó, lá mít, lá tròn này. Đó, lá to này. Cây này cho các bác chơi hàng hoa Tết luôn này. Đây ngọn hoa cũ của nó này. Đó, cái lá này nó bị lỗi rồi. Em bẻ ra luôn. Đó, cái lá một lá này. Nhưng mà được ba lá rất là đẹp luôn. Đó, ba lá rất là đẹp. Bác nội chốt con là 150 nha. 150. Bác này yêu hình số 5 giùm em. Hình số 6 các bác. Một con này, hai con này, hai con mít rất là đẹp này. Ba con này, cái này lá mít cực kỳ VIP luôn. Ba con này. Bắt đầu chốt ba con này em để giá là 120k. Ba con đẹp như thế này, hàng lá mít này. Bắt đầu yêu hình số 6 giùm em. 120. Hình số 7. Một con này, hai cây nhớ bác nhé. Một con này, hai con này, lá mít rất là xinh luôn. Ba con này, đó, ba con mít, cây này là mít vàng, mít đẹp luôn này. Ba con. Bốn con này, mít bóng luôn này. Năm con, toàn hàng lá mít ngắn bao đẹp luôn. Sáu con này. Bảy con này, đó, bắt đầu chốt bảy con này. 8 con này, gốc này là 2 cây luôn. 2 cây này. Đó, 8 9 con. Bắt đầu yêu đơn này 200k nhá. 200k đơn này, 9 con toàn hàng lá mít nha các bác nhá. 9 con, 8 gốc 9 con này. Bắt đầu chốt hình này 200k này. Đó, toàn hàng lá mít bao đẹp cho các anh chị luôn. Bắt đầu yêu hình số 7. Hình số 7 giùm em. 200k. Toàn hàng lá mít đẹp luôn. Hình số 8 các bác ơi. Cây lá mít vàng, lá mít to như thế này, nguyên bản như thế này, rong rêu rất là đầy đủ luôn. Cái này là hàng rừng nha các bác. Hàng rừng là ở trong rừng.
là nó chỉ ăn cái bộ rêu của nó, là cây nó phát triển cực kỳ mạnh và xanh luôn. Nó ăn bộ rêu, chứ còn hàng nhà của mình là mình chỉ ăn cái phân các bác, mình chỉ ăn phân. Đó là hàng nhà là mình về mình phải buộc phân bỏ vào, nhưng mà hàng rừng nó có rêu như thế này. Về cái này các bác, đó các bác treo lên bón phân vào càng tốt nữa, nó càng đẹp lại, cây rất là to. Nó cây lá mít vàng như thế này, vàng thè luôn, rất là đẹp. Bắt đầu chưa có hàng lá mít vàng như thế này các bác. Cái này là đủ chỗ nắng chỗ mưa, cho dù chỗ ngày nào thì nó không bao giờ bệnh luôn. Cái này rất là ít lây bệnh các bác nhá, hàng rất là khỏe và tốt luôn. Bắt đầu chốt con to đẹp như thế này, 250 này, 250 con to đẹp như thế này, lá như lá chỉ thiên luôn. Đó bắt đầu hình 8 giùm em. Tiếp tục là hình số 9. Hình số 9 là một em lá chỉ thiên này, chỉ lên trời cực kỳ vip luôn. Đó, hàng em lá chỉ thiên này, bao đẹp luôn các bác. Cây này là nó bị tét ở trong rừng lâu rồi, cái hàng là bị lâu rồi các bác, chắc mưa gió nó bị tét lá, bản lá siêu to luôn, lá mít này. Đó, bắt đầu chưa có hàng lá chỉ thiên như thế này, cây to như thế này chỉ lên trời cực kỳ đẹp luôn. Bắt đầu chốt con này 250 nhá, 250 con lá chỉ thiên bao đẹp, bản lá to này. Bắt đầu yêu hình 9 giùm em, 250. Tiếp tục hình số 10 các bác ơi. Hình số 10, em có một cây trâu rất là to và khủng luôn này. Đó, cây khủng cây to như thế này. Hàng này đang có quả này, quả các bác có thể mang về ươm nhé. Đó, cây khủng cây to như thế này bao đẹp cho các bác luôn. Bắt đầu chốt con này em để giá là, để giá con này là 290k này. Con rất là khủng và to luôn, 290. Bắt đầu yêu hình số 10 giùm em nhé. Hình số 10 là cây trâu lá mít rất là đẹp, 290k. Hình 11, gốc 2, 3, 4 cây luôn, lá mít này, và lá siêu to này, 1, 2, 3 này, 4 cây này. Đó, 4 cây này, hàng lá mít nha bác, toàn hàng lá mít luôn. Cây này là về các bác treo lên này, đúng quá vip quá đã luôn. Đó, đây, cây lá gốc của nó rất là tím và đẹp luôn này. Đó, bác nào chốt em này, em để giá là 160 này. 160, 4 cây lá mít như thế này cùng một gốc nhá. Bác nào yêu hình 11 giùm em. Là một cây to này, lá xếp ngang này, lá lá dày, lá xếp ngang rất là to luôn. Cây này đang cho vòi quả này. Đó, cây này lá rất là dài. Đây từ mép lá bên này qua bên kia là tầm 38 cm, 38 37 cm, cây to nha các bác, đang cho quả này. Bắt đầu chốt con to, con lá dày như thế này em để giá là 160k này. Con to như 160 thôi. Cây này cho các bác đảm bảo chơi hoa Tết, bông rất là to luôn các bác nhé. Đó. Bắt đầu chốt hình 12 giùm em. Hình 13 các bác ơi. Hình 13, em có một em lá chỉ thiên bao dày này. Đó, bao đẹp này. Em lá chỉ thiên cây này nha các bác ơi. Một em này, hai em này. Hai em lá mít chỉ thiên như thế này lá dày lắm. Đó. Bắt đầu chốt hai cây lá mít chỉ thiên này 250 nhá. 250 cặp VIP này. Đó, hai em lá chỉ thiên này. Bắt đầu chốt cặp này là 250. Bắt đầu yêu hình này là 250. Đó. Đây là hình số 13. Hình 13 là lá chỉ thiên cặp nhé. Hình 14 các bác ơi. Hình 14, một em lá mít này. Đó. Hai em này. Cặp lá mít này bắt đầu chốt đây này, em để giá là 140 này. Cặp lá mít đẹp nguyên bản như thế này 140k này. 140 đơn này. Bắt đầu chốt hình 14 này đây. 140. Toàn hàng đẹp lắm các bác ơi. Hình 15, một em lá mít bao đẹp như thế này này, nguyên bản cực kỳ vip luôn, cho các anh chị hàng chơi Tết cây đẹp luôn các bác, chơi Tết là quá vip luôn. Đó, Tết giờ còn vài tháng nữa cho các anh chị bao hàng Tết luôn. Bắt đầu chốt con đẹp con to như thế này em để giá là 180 nhá. Con đẹp con to như thế này 180 này. 180. Bắt đầu yêu hình số 15 giùm em. Hình 16 các bác. Hình 16 là một cây này,
Đó, bản lá của nó về các bác úp lên luôn. Đây, tư thế nó mọc cực kỳ đẹp luôn này. Về các bác treo lên thôi các bác nhé. Lấy vỏ cây luôn này. Đó, nguyên bản như thế này, rễ rong rêu luôn. Một cây này. Đây, thêm cây này nữa đi. Bắt đầu chốt đơn này. Cây này lá mít nhá. Lá mít này, bản lá siêu to. Nó chốt cặp này em để giá là 130k này. 130 này. Bác này yêu hình 16 cho em nhé. Người 7, một cây này, cây lá mít này, hai cây này. Đó, cây này lá xếp này, bản lá to này. Bác vừa chốt được cây lá mít vừa cây lá xếp. Bác này chốt cặp này em để giá 130 này. Cặp này 130 này. Đây là hình 18 nha. 17 nha các bác, hình 17 nhá. Xin lỗi các bác nhé. Hình 17. Hình 18 các bác ơi. Hình 18. Một cây, hai cây này, hai cây to như thế này. Mới nó chốt hai cây to, cặp này, cây này lá rất là đẹp luôn này. Cặp to như thế này cho các anh chị hàng chơi Tết luôn. Lá bên này cổ rất là tím này. Đó, bắt đầu chốt hai con này 150 này. 150 hai con to đẹp như thế này nhé. Cái này như hình 18 nhé. 150. Hình 19 này, một cây này. Cây nhỏ như mẹ bồng con luôn này. Đó, sau này nó lớn lên là có cây khi cây mẹ bồng con đó các bác. Một cây này. Hai cây này. Đó, hai cây to này bắt đầu chốt đây này em để giá là 220. 220k có cây, cây này là một gốc ba cây nhỏ luôn. 220k. Con đàn tráo đống. Bắt đầu chốt đây này 220k. Yêu hình 19 nhé. Hình 20 các bác ơi. Một em này, rất là xịn sò và đẹp luôn này, cây to như thế này. 130 cây này nha các bác nhé. 130k này. Đó, bao đẹp cho các bác luôn. Cây rất là đẹp, bốn lá này. Cây bao đẹp luôn. Cây cho ngọc hoa rồi. Đó. Bắt đầu chốt. Hình này là hình 20 giùm em. 120k. Hình 21 các bác ơi. Hình 21 là em có nhạn rời này. Một cây này. Đó, bao đẹp luôn. Cái này là nó xuống lá rồi các bác, nó xuống lá rồi nhá. Giờ nó thay cái lá mới này. Thay lá mới là nó thay vào ở chỗ cái lá ngọn nhá. Hai cây này, cây toàn đẹp luôn, cây lá mít hàng rời các bác. Hai cây này. Cây này thân nó rất là dài này, sau này để ra cây con. 2 4 4 40 cm, cây này lá xếp vừa vịt này. 1 2 3 4 4 cặp rưỡi lá. Ba cây này bắt đầu chốt đây này em để giá 150k. Ba cây rất là đẹp luôn. Con này yên hình 21 rồi mà nhé. Hình 21. Hình 22 các bác ơi. Hình 22. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này, hàng giống rất là đẹp luôn. 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này. 7 cây này. 8 cây này. 9 cây này lá rất là to luôn này. 9 cây. 10 cây. 10 cây đơn đơn này bắt đầu chốt đơn này 200k nhé, 10 cây. Bao đẹp cho các bác luôn. 10 cây hàng rời 200k. 200k. Bắt đầu chốt hình 22 giùm em. Hình 23. Một em này, lá mít bao đẹp luôn, cây lá vàng này. Một em này. Hai em này, lá mít bản lá siêu to luôn này, hai em này.
ba em này, nó toàn cây đẹp luôn các bác nhá. Và bốn em này, bốn em to này, bác nó chốt đây này 200k nhá. 200k bốn em to. Toàn hàng đẹp luôn, bốn em to này 200k. Con này yêu hình 23 giùm em. Tiếp tục hình 24 là em có cặp này. Cặp này là chị em này, bản lá rất là to và đẹp luôn này. Nó cặp chị em như mẹ bọn con luôn. Con này chốt con này em để giá là 140k. Cặp chị em to như 140. Con này yêu hình 24 giùm em. Hình 25. Đến hình 25 các bác. Một em này, lá mít bao dày bao đẹp luôn. Đó. Cây này thì nó đẻ ra được cây con độc và lạ luôn này các bác này. Đẻ ra được cây con độc và lạ, lá cây con của nó rất là nhanh luôn này. Cây con rất là nhanh luôn. Đây. Cây lá con của nó rất là nhanh luôn này. Đó. Cây này là cây này chỉ biết đúng rồi, mẹ bồng con này. Cây này nó xỉa ra vào hướng này. Đó, cây con này, đây cây mẹ này. Đó, cây này. Lá nhanh này. Chắc không có mẹ. Đi qua bò 4 đi, mai con đưa tiền. Con lá mít này. Bao đẹp, bao dày, không bị lỗi. Cây còn là lạ nữa. Bắt đầu chốt con lạ này em để giá 300k nhé. 300k con lạ này các bác nhé. Đó, độc và lạ luôn. Lá co cây con hay là cây mẹ của nó rất là nhanh luôn các bác. Bắt đầu yêu hình 25. Là cây lạ nhé. Độc và lạ này. Hình 26. Tiếp tục là hình 26 này. Hình 26 là em có hàng lỗi lá nhá. Một cây này, nó lỗi lá là bị con sâu cắn này. Cái thứ hai này, lỗi lá là vì dân họ đi lấy, nó họ đè vào nhau á các bác. Nó bị dập, đây, bị tách lá nhưng mà em bán giá gọi là giá rẻ nhá. Hai cây này. Ba cây này, chỉ bị con sâu cắn thôi. Ba cây này. Ba cây. Đây ba cây to này bác nào chốt đây là 100k này. Ba cây to nó chỉ bị lỗi lá là nhẹ nhẹ thôi. Đó. Bác nào yêu hình 26 là 100k hàng lỗi lá. Hàng này em mua là lỗ tiền của em rồi đó. 27 là hình cuối cùng. Một em bản lá siêu to này. Đó, thân dừa này. Thân dừa cong nhá, bản lá siêu to một em này. Hai em này, lá rất là đẹp này. Ba em này, bốn em này, năm em này, toàn cái đẹp luôn. Sáu em này, đây này toàn cái to cái đẹp. Bảy em này, tám em này, chín em này, chín em và mười em. Đây này là nó bị dập miếng lá là em coi như là bỏ một cây này đi đi. Đó là mười em. Đây này 300k là hết đơn. 300k. Đây là hình cuối nhá. Đi đến 27. Nên tối nay em chỉ có đơn hàng đấy. Các bác nào mà chốt lên thì nhớ ủng hộ kênh của em là Phong Lan Rừng Bản Đôn Điển Nhi như bác nhé. Đó, bác nào chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký kênh em nhé. Em xin chào toàn thể các bác. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ nhé.